Người hâm mộ đang đồn đoán thông tin rằng diva Mariah Carey và phụ công kém 14 tuổi Ryan Tanaka đã đường ai nấy đi sau 7 năm hẹn hò. Ryan Tanaka, 40 tuổi, không có mặt trên sân khấu khi Mariah Carey bắt đầu chuyến lưu diễn Merry Christmas One and All vào tối thứ Tư tại Highland, California. Ryan là biên đạo múa kim vũ công diễn phụ họa cho Mariah từ năm 2006. Nhiều khán giả nhận ra nữ nghệ sĩ đã biểu diễn thiếu năng lượng và dường như đang trải qua câu chuyện buồn nào đó. Lần cuối cô đăng ảnh với Ryan Tanaka trên Instagram đã từ tháng 12 năm ngoái, trong khi nam vũ công không cập nhật gì trên tài khoản của mình từ tháng 6 năm nay. Cặp đôi được trông thấy đi chơi cùng nhau lần cuối cùng vào tháng 3 trong kỳ nghỉ sinh nhật của Mariah Carey. Nữ nghệ sĩ bắt đầu mối quan hệ tình cảm với Ryan Tanaka từ cuối năm 2016, không lâu sau khi hủy hôn ước với tỷ phú sòng bài Trent Barker. Năm 2017, hai người đã từng chia tay một thời gian ngắn rồi lại tái hợp. Trước đây, Mariah Carey từng trải qua hai cuộc hôn nhân đổ vỡ với giám đốc điều hành âm nhạc Tommy Mottola từ năm 1993 đến năm 1998 và MC, diễn viên hài Nick Cannon từ năm 2008 đến 2015. Cô có hai con sinh đôi với Nick là Monroe và Morgan, 12 tuổi.